khoảnh khắc rực rỡ tuần này chào đón diễn viên Hoàng Mập cùng những câu chuyện lần đầu được kể. Mọi người nói là diễn viên hài hay là làm nghệ thuật tới bây giờ. Thì lúc đó anh ở dưới quê lên Sài Gòn và anh đi bụi đời. Và lời ngỏ của bước ngoặt cuộc đời. Mà thời của anh năm 90 mấy, anh nhớ không lầm, thời đó anh Hữu Nghĩa nổi tiếng lắm. Tình cờ anh Hữu Nghĩa lên nhà thiếu nhi Tân Bình diễn, thì Hoàng bán sắt cách đó có mấy căn nhà thôi. Thì Hoàng mới qua coi và làm quen với ảnh. Và sau đó thì ảnh nói là bây giờ Hoàng có thể là đi với anh không? Trời ơi, gặp thần tượng bằng tay bằng chân rồi tất cả mọi thứ, tại sao không đi? Thì mới đi theo anh Nghĩa. Tất cả sẽ có trong tập 11 chương trình Khoảnh khắc rực rỡ, được phát sóng vào lúc 19:35 thứ tư ngày 16 tháng 3 năm 2022 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.